Hello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tiến sĩ Lê Văn Từ. Hôm nay tôi xin chia sẻ các bạn chủ đề bí quyết rèn luyện những kỹ năng để đàm phán thương lượng thành công. Đây là một combo trong cái môn học, trong khóa học đàm phán thương lượng mà tôi dạy rất nhiều trường đại học và rất nhiều khóa học ở bên ngoài cho các doanh nhân, các doanh nghiệp và công ty. Thì như các bạn biết, để đạt được hiệu quả trong đàm phán thương lượng, ngoài những nguyên tắc, ngoài những quy trình, ngoài những nội dung và hình thức, thì người ta cần có những kỹ năng cần thiết để nắm rõ, để lão luyện và để nhuần nhuyễn trong cái quá trình tiến hành đàm phán thương lượng. Các bạn biết rồi, thương trường là chiến trường. Chiến trường nó đầy mưu mô trước quỷ, nó cũng có thành thật nhưng nó cũng có giả dối, và nó cũng có chân thành nhưng đồng thời nó cũng có hiểm độc. Vì vậy, chúng ta cần phải rèn luyện bản thân mình trở thành những người đàm phán thương lượng giỏi. Chúng ta không bị gạt, chúng ta không bị lừa, đồng thời chúng ta cũng không hãm hại lừa dối người khác. Thì phẩm chất đầu tiên đó là phẩm chất và những kỹ năng cần thiết cơ bản. Các bạn phải biết, phải xác định được mục tiêu của đàm phán. Bước vào đàm phán thương lượng, các bạn phải xác định được mục tiêu các bạn đạt được trong đàm phán thương lượng này là để bán sản phẩm, để thương lượng cái số lượng, để thương lượng về giá cả, để thương lượng về quy cách, thương lượng về địa điểm giao nhận, thương lượng về thanh toán và thương lượng về người thực hiện cũng như thời gian thực hiện, vân 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 vân. Các bạn sẽ xác định được mục tiêu từng phần hay gọi là mục tiêu tổng hợp. Và rèn luyện phẩm chất kỹ năng kế tiếp là các bạn phải kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Những người sống bằng cảm xúc, những người dễ nổi nóng, những người để tình cảm lấn át lý trí, những người cái tôi quá lớn, những người sĩ diện hảo, những người ít mê ký nhỏ mọn, những người hời hợt thì không thể đàm phán thương lượng thành công. Và cũng có một câu nói nổi tiếng: đàm phán thương lượng với một trái tim ấm áp và cái đầu phải lạnh. Như các bạn biết, trong tường thuật, bình luận viên bóng đá người ta thường hay ca ngợi cầu thủ này, cầu thủ kia, anh đi những đường bóng với cái đầu luôn luôn lạnh, luôn luôn tỉnh táo, không phải đá bóng bằng cái đầu nóng nảy, cái tâm tính nóng nảy. Và trong đàm phán thương lượng cũng vậy, các bạn sẽ gặp đối thủ, đối tác hoặc khách hàng có những cảm xúc, có những phản ứng tiêu cực, có những cảm xúc, có những phản ứng mà bức xúc. Nhưng chúng ta là người đàm phán thương lượng, chúng ta phải chủ động, chúng ta phải kiểm soát cảm xúc của mình. Và các kỹ năng khác trong đàm phán thương lượng, các bạn phải có cái khả năng gì quan sát và suy nghĩ từng hành động, từng cử chỉ, về ngôn ngữ, về phi ngôn ngữ của đối tác, của khách hàng. Các bạn phải biết được những cử chỉ, những ngôn ngữ đó họ nói lên điều gì, họ đồng ý, họ không đồng ý, họ đắc ý, hoặc họ hài lòng, hoặc là họ bất mãn nhưng họ chưa nói ra. Các bạn phải nắm được. Và bước vào đàm phán thương lượng là các bạn phải có sự tự tin về bản thân mình để đi đến những cái thỏa thuận, đi đến những cái quyết định nó hiệu quả. Và một kỹ năng kế tiếp là kỹ năng diễn đạt về ngôn ngữ. Bạn không thể đàm phán thương lượng tốt khi mà kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ các bạn không hiệu quả, không tốt, không rõ ràng và không có sức mạnh. Kỹ năng kế tiếp là khả năng đối đáp. Bạn có thể hỏi về đối tác, về khách hàng, đồng thời bạn phải biết trả lời và xử lý những câu hỏi, những tình huống mà đối phương, đối tác đã đề nghị bạn. Của năng lực quyền biến, bạn không thể giải quyết trong đàm phán thương lượng bằng những cái cứng ngắc, bằng những cái bảo thủ, bằng cái những không thay đổi, mà phải luôn luôn quyền biến. Kỹ năng kế tiếp là kỹ năng lắng nghe. Bạn không thể đàm phán thương lượng tốt nếu như kỹ năng lắng nghe bạn kém. Mà người ta nói rằng kỹ năng lắng nghe là lắng nghe những điều khách hàng đối tác nói, và đồng thời phải lắng nghe được những điều khách hàng chưa nói. Đó. Và kỹ năng kế tiếp là các bạn phải có kỹ năng thuyết phục người khác. Bạn thấy quyền lợi chính đáng của bạn xứng đáng được hưởng, bạn thấy giá trị các bạn cần đạt được,
Thì các bạn làm cách nào đó để thuyết phục người khác đồng ý theo quan điểm, theo giá trị mà bạn đề nghị. Và kỹ năng kế tiếp là kỹ năng đắc nhân tâm, có nghĩa là được lòng người. Bạn làm sao khi bước vào đàm phán thương lượng, đoàn bên phía đối tác, phía khách hàng họ có thiện cảm với bạn. Bởi vì khi bước vào bàn đàm phán thương lượng mà khách hàng đối tác họ không nể, họ không thích, họ tôn trọng của bạn, thì điều đó bất lợi trong bước vào bàn đàm phán thương lượng. Và kỹ năng trình bày tất cả mọi vấn đề, từ lời nói, từ ngôn ngữ, phi ngôn ngữ, kể cả những cái phương tiện trong bàn đàm phán thương lượng, đây là một cái kỹ năng vô cùng quan trọng. Và kỹ năng kế tiếp là kỹ năng đặt câu hỏi. Bạn phải đặt câu hỏi thuyết phục, hoặc bạn phải đặt câu hỏi làm sao dẫn đến cái cuộc đàm phán thương lượng thành công. Và kỹ năng trả lời câu hỏi là cũng một trong những kỹ năng rất cần để người ta đạt đến cái điều quan trọng, mục đích quan trọng mà người đàm phán thương lượng cần nhắm tới. Và kỹ năng khác là bạn phải quản trị thời địa hiệu quả, địa điểm, thời gian và thái độ trong suốt buổi đàm phán của khách hàng. Vì sao bạn phải lưu ý về địa điểm? Tôi lấy ví dụ, bạn có một cái đối tác khách hàng muốn mua sản phẩm của bạn ở từ phía Mỹ, giá trị chỉ 100 triệu đồng thôi, mà họ muốn bạn bay qua Mỹ để thương lượng. Thì bạn thử hỏi xem, nếu bay qua Mỹ để thương lượng với đó mà giá trị sản phẩm của chúng ta, giá trị hợp đồng với 100 triệu thì lỗ sặc máu là điều đương nhiên. Đây là một cái điều các bạn cần phải lưu ý. Kỹ năng kế tiếp, bạn phải biết người, phải tìm hiểu thật kỹ đối tác. Ai là có quyền, người có quyền ra quyết định? Bạn không biết rõ đối tác, bạn không biết rõ khách hàng, bạn không biết rõ ai là người ra quyết định, thì làm sao bước vào bàn đàm phán thương lượng để thành công? Có những cuộc đàm phán khi bàn mãi rồi cuối cùng phía đối tác nói rằng: anh ơi, những vấn đề chúng ta bàn từ hồi sáng đến giờ, em xin về báo cáo lại với giám đốc của em, bởi vì ở đây chúng em không có quyền quyết định. Kể như cái công đàm phán của bạn đã đổ sông đổ biển. Hãy nhớ, bước vào bàn đàm phán thương lượng là đoàn đàm phán đó phải có người ra quyết định tại chỗ và đi đến ký kết hợp đồng. Còn nếu họ nói rằng hôm nay họ không thể quyết định được thì có thể tạm dừng và chờ cơ hội khác. Chúng ta không thể tốn công, tốn của, tốn thời gian, tốn mọi chi phí để rồi chỉ đến bàn mà không rút được vấn đề. Các bạn hãy lưu ý điều này. Và trong đàm phán thương lượng, một kỹ năng đó là các bạn phải dự đoán được tình hình. Các bạn phải dự đoán, mặc dù có thể nó không chính xác, nhưng các bạn biết rằng có thể đạt được. Hôm nay cuộc đàm phán này đạt được thành công 50%, 70%, 80%, hoặc nói cuộc đàm phán nó sẽ diễn ra nhiều lần. Và các bạn sẽ đánh giá được tình hình nó căng thẳng, không căng thẳng, nó dễ chịu, hoặc nó rắc rối, hoặc là nó phát sinh những cái tình huống mà độ bất ngờ. Và cái kỹ năng kế tiếp là các bạn phải luôn luôn kiên nhẫn và tỉnh táo vượt qua tất cả, muốn đàm phán thương lượng thành công. Và người ta nói rằng có những cuộc đàm phán chỉ trong vòng 15 phút, nửa tiếng, một buổi, một ngày, vài tháng, thậm chí cuộc đàm phán thương lượng đó phải mất đi vài năm. Ví dụ như cái đêm trước đây, giữa Israel và Palestine là hai nước không đội trời chung, chiến tranh xảy ra liên miên suốt mấy chục năm, không thể ngồi lại vào bàn đàm phán. Nhưng sau đó, bằng đứng vai trò thương lượng của người thứ ba, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã kéo hai phía ngồi lại với nhau. Trong quá trình đó phải mất mấy chục năm. Đó, các bạn hãy nhớ là đàm phán thương lượng muốn thành công, chúng ta phải kiên nhẫn, đồng thời chúng ta phải tỉnh táo. Nếu các bạn thấy video clip này hay và giá trị, các bạn hãy like, comment, chia sẻ và hãy post lên tường Zalo, Facebook của các bạn. Cảm ơn các bạn.